Rồi, cắt đi. Cheesecake or Steven? Sure. Okay. Quay phim kìa. Rồi, đang quay á. I'm gonna get like a very thin slice of this, and then like get a decent slice of that, just like a Maori slice. Cause this one is like, that's a lot. It's a lot of donut. Món tới Vinh Nhi chắc cũng tới 18 tuổi rồi hết làm rồi. Đi học đại học rồi làm gì nữa? Khi nào xong đại học? Khi nào xong thì Vinh ra. Ăn đám thôi nôi của con mày chứ nói gì xong. Xong. It's in the shape of the donut. It probably is a donut. Wow, it's a donut. I don't know.